chấp ngân thù. Các bạn đấu tranh chủ là các bạn phải nói phải xem lại cái tiêu chí của bạn đang đấu tranh. Nói vừa mà lúc hoặc là bán nick ấy là em bị những cái fanpage thì đồ nhật ký công đức Việt Tân này, ra yêu chương trình mới này, nhiều những cái fanpage của những cái thành phần chống cộng ấy, là ban một cách không lý do gì cả. Em chỉ đưa những đường link của Việt Nhân hoặc những một cái chính kiến riêng thôi, nói chung không đả động Nga ở bất kỳ bán nick. Đấy, chỉ vì lý do là em là kêu họ hết. Như vậy là yêu thì yêu cả đi mà ghét thì ghét cả tông chịu hàng, bất luận đúng sai. Vâng, nếu mà bất luận gì cả ban hết, không cho nói. Tại vì thứ nhất là mình nhân tiện đây mình cũng bàn rộng ra vấn đề đa số là các những người một số thôi, em không nói là đa số tại vì em cũng là có xu hướng cũng có một tí dân chủ nhưng mà em cũng ở góc độ là như nhất quán em là kiểu đề cao quốc quyền trước nhân quyền, tại vì hai vấn đề là kia nhưng mà em thấy một số nhà đấu tranh gọi là tạm gọi là dân chủ nhân quyền theo kiểu phó Mỹ họ không biết là Mỹ là tự do đó theo này dùng nguồn lợi tuyệt đối theo là những nhà dân chủ tự xưng ấy. Được rồi thì mỗi người một quan điểm nhưng mà tức là tự phong được đây cái tự do ngôn luận ở trong nước ta là nó rất rất cụ thể, nó rất hiện hữu đấy chứ. Đây nói ví dụ này nhá, nếu mà vào một trang Facebook mà thấy chửi nhà nước, chửi vân vân, công an thừa biết người ta có bắt không, đúng không? Ngồi quán nước có thể đảng cộng sản này cái nọ cái kia, cái chính quyền này cái nọ kia giơ chân giơ tay, công an người ta không bắt, đúng chưa? Bởi vì sao? Trong luật nhá là cho phép tự do ngôn luận, chỉ cấm là gì? Cấm tuyên truyền chống tha, đúng không? Đấy, thế thì ông phát biểu một mình, ông phát biểu với vài người, không ai bắt cả. Nhưng ông tuyên truyền là thế nào? Tuyên truyền ấy là ông đi phát tán này, rồi ông tụ tập đám đông, ông diễn thuyết này, rồi ông đi lôi kéo này, đấy, ông đi vận động này, đấy gọi là tuyên truyền, đúng chưa? Cái đấy là phải bắt, cái đấy là vi phạm pháp luật. Không bắt hay không thì nó đấy. Thì nó phụ thuộc vào luật, cũng có thể những luật đấy nó cái đấy là hợp lý, cái đấy vi phạm vào luật, vào cái điều nghiêm cấm là cấm tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn ông ngồi trong nhà ông chửi chính quyền thoải mái, đúng không? Ông gặp bạn bè ông vào một nhóm nhỏ nhỏ đấy, ông chửi toàn ấy. Chỉ đi tranh một lãnh tụ cũng thoải mái, công an người ta có nghe thấy, người ta có ghi âm thấy, người ta trả bạn. Nhưng mà bây giờ ông triệu tập cà phê nhân quyền, ông triệu là họp ở hội trường để ông lên ông diễn thuyết, cái đấy là vi phạm luật. Không, nhưng mà tùy theo cái mục đích diễn thuyết cái gì được cơ. Diễn thuyết là nó về chứ không phải là mình diễn thuyết chống đường lối, chống chính sách. Để trên mạng xã hội các hành vi tuyên truyền phá hoại chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, tuyên truyền kích động chiến tranh, xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng sẽ bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2014. Chống đường lối, chống chính sách của. Tại vì có những cà phê nhân quyền thực tế là họ chỉ là gọi là trao đổi về cái quyền con người cơ bản mà của trên thế giới hoặc là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà đã cam kết thôi, tức là ở một mức độ cơ bản thì nên tại sao cũng chưa bị bắt. Còn những người bắt thì có thể là những bị điều luật khác, giống như là hình sự thì nó lại là những cái khác. Không, nó phải là có tính chất hệ thống, nó là những cái hành vi mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần, có tính chất hệ thống thì người ta mới bắt. Đấy. Thế còn ông một hai lần người ta vẫn nhắc nhở, người ta vẫn bỏ qua thôi. Tại vì em nói là cái tự do hội họp và tự do ngôn luận nó không những là trong những cái trong hiến pháp của hiện hành mà thời Bắc Hồ Chí Minh cũng đã viết rồi, mà trong cái sâu thẳm của bản chất con người ấy, cũng như là bản chất người Việt Nam là thích tụ tập. Mình nói nôm na rồi mình tự chém gió. Tức là tâm lý nó giống như là ví dụ như là Nguyễn Tựa gọi em thì em quý mến Tựa em đến xong ạ. Xong mọi người gọi anh, đó là cái bản chất tụ tập ấy của con người Việt Nam là các hội đền hội làng ấy. Nó là cái nét đặc thù của loài người thì hơi can, em thấy là người Việt Nam là hay tụ tập.
Thế anh hiểu là cái tự do hội họp nó là cũng là một cái nhu cầu, nhưng mà tất nhiên là cái mình hội họp đấy mục đích gì, mục đích mà có lợi cho cộng đồng thì cũng là ủng hộ. Còn nếu mà cái mục đích đấy mà không có lợi thì gọi là mình phản biện, hoặc là sau đó là còn nếu mà nó nghiêm trọng quá thì là phải có bộ phận chức năng họ làm việc. Cho nên vì em nói thêm là cái chuyện biểu tình ý, nó trong cái bản là cái nhu cầu biểu tình là cũng là một nhu cầu thụ động, mình hiểu đơn sơ như vậy. Tất nhiên là cái trong mình biểu tình mình không phá nhau và mình đi đúng cái luật pháp hiện hành thì mình phải theo đấy nhá. Chứ mình bảo là không phải biểu tình thì cũng được. Anh nói với Đức nha, ngay sau khi chính quyền tổ chức chặt cây xanh mà những cái người biểu tình tôi yêu cây xanh ấy, họ đi biểu tình chả sao cả, đúng không? Thế nhưng mà đến khi chính quyền đã ra lệnh dừng chặt cây xanh và trên phương thức và điều tra kỷ luật cán bộ mà vẫn cứ tiếp tục liên miên nhiều chủ nhật sau đấy vẫn đi biểu tình tôi yêu cây xanh đấy, thì đấy là có ý đồ rồi. Thì nó quay lại cái ví dụ em mà đã chữa cháy thì ủng hộ một lần thôi đấy, suốt ngày ủng hộ ông lúc này là ý thức chống đối thật đấy. Đã thông báo trận đám cháy đã bị dập tắt rồi, vẫn còn bốn nhân là cháy. Ví dụ như kiểu lúc này ông lại phản tác dụng cho nên ngày 30/4 công an Hoàn Kiếm đã ra thông báo yêu cầu không được tụ tập gây rối ở khu vực bờ hồ để kỷ niệm 30/4. Đám kia vẫn ra, chính xác ngày 26, em nhớ ngày 26 là hốt hết một đám lên xe buýt. Và 26 hôm ấy chúng cháu mình tập trung vào 26 hôm chủ nhật. Hơn nữa là có một đặc thực đến để anh nói thêm là cũng là một cái tế nhị của nét văn hóa Việt Nam ấy, tức là đúng là cái ngày đấy là ngày trong đại nước, thì nếu là sử có nếu mà những người bên kia tình ý thì không nên biểu tình, giống như mình phải làm chỗ thì nhà bên kia thì mình hiểu ý là bớt loa đài gọi là ca nhạc kia đi. Đó là tâm lý, tức là những ngày quan trọng của mình ấy, thì mình những người kia phải chống đối, mình nghỉ viện đấy hả? Vâng, là nôm na là hưu chiến đi, để tiếp tục đi là nó thành quá. Khi mình chính quyền đã thông báo rồi nên cả mặt báo không. Đức ơi, càng liên minh nghị viện càng quốc tế họ lại càng đi biểu tình, chứ không phải là họ giữ thể diện cho đất nước, họ cố tình mà. Bằng chứng là gì? Trước đây họ chủ yếu biểu tình ở đại sứ quán Trung Quốc, sau ấy họ chuyển sang ấy, họ bỏ đại sứ quán Trung Quốc, họ đi biểu tình chống Trung Quốc ở bờ hồ. Anh là người nghe tận tai, anh thề đậu nhá. Ồ, hóa ra biểu tình ở bờ hồ hiệu quả thật, bởi vì ở đây có nhiều du khách nước ngoài. Từ đó là họ không bao giờ đến đại sứ quán Trung Quốc biểu tình nữa, họ đi biểu tình chống Trung Quốc, họ chỉ toàn đi vòng quanh bờ hồ rồi tràn lên tượng đài Lý Thái Tổ, bởi vì ở đấy có nhiều du khách nước ngoài để bôi nhọ đất nước. Anh nói thế thì đúng, tại vì thực ra biểu tình Trung Quốc là công an làm chặt, đâm ra là không vào được. Nhưng mà nói thế như tưởng ngay không hai rồi. Hôm 14/3 ấy họ đi tưởng niệm các chiến sĩ gạc ma, họ không ra nghĩa trang, không về gia đình người ta, cứ ra bờ hồ, ra tham hương tượng đài Lý Thái Tổ. À, ngoài đấy có phải ông này cái gì không? Bờ hồ là nơi có nhiều khách ngoại quốc, cho nên bờ hồ là nơi để bôi nhọ đất nước tốt nhất. Cho nên biểu tình dưới mọi đề tài đều ra bờ hồ và chỉ bờ hồ mà thôi, đúng không? Ra không chỗ nào cả, tại vì nếu mà họ xây một cái quảng trường mà để cho biểu tình thì cũng là tốt, hoặc là nó ra cái luật biểu tình mà họ chính quyền mà họ ra những cái chi tiết về luật biểu tình, như là thông báo ngày nào, bao lượng người bao nhiêu đi và mục đích gì, cờ quạt ra biểu như thế nào thì cũng là tốt. Tại vì thực ra là chính quyền cũng chưa có cái luật nào rõ ràng, nó hơi mơ hồ, cho nên là không phải lợi dụng, nhưng mà thực ra nó cũng hơi tranh tối tranh sáng, cho nên anh cũng đừng có gì mà nó khắc khe quá, tại vì luật biểu tình nó chưa rõ ràng. Không, nhưng anh nghe tận tai mà. Còn khi nếu mà rõ ràng ra thì lúc đấy là cái chuyện biểu tình nó lại theo một đúng lộ trình mà nó rất là đúng là luật pháp. Chứ bây giờ nó cũng chả biết chỗ nào cả. Nhưng mà anh nói Đức nhá, từ năm 2011 tháng 5 đấy cho đến nay là họ luôn luôn biểu tình ở bờ hồ. Nhưng ấy, chú giờ đây ở đường Hai Bà Trưng cách bờ hồ chỉ có khoảng 300-400 mét, cả chú cả thím không bao giờ biết là có biểu tình ở bờ hồ. Xong rồi có một lần anh cắt tóc ở đường Trần Hưng Đạo ấy, anh ngồi chờ cắt ở vỉa hè, thế anh bảo là đấy họ đang biểu tình ở bờ hồ ấy,
cả ông cắt tóc, cả những người ngồi chờ theo biểu tình cái gì đấy. Anh bảo là biểu tình chống Trung Quốc, bảo ô theo sao lại biểu tình đấy, tức là cái gì? Nhân dân Hà Nội không hề biết những cuộc biểu tình ấy. Bởi vì sao? Rất dễ hiểu, cái đám biểu tình nó bé quá, nó chỉ tương đương với lại một lớp học, nó khoảng 50-60 người thôi đấy. Cho nên ấy, nó đi bộ trên đường phố, trên hè phố, nó đi bộ quanh bờ hồ, đám đông như thế. Người dân Hà Nội ấy, người ta nườm nượp, người ta đi lại bằng ô tô, bằng xe máy, người ta cứ nườm nượp, người ta cúi đầu, người ta nhìn đường, người ta đi cứ ối ả đi. Người ta có liếc thấy cái đám đông, người ta chả quan tâm đấy là cái đám gì. Cho nên ấy, nó biểu tình ở bờ hồ 3 năm nay rồi mà hầu như người dân Hà Nội người ta không biết. Anh về nhà anh nói cả nhà anh, cả nhà anh cũng ngạc nhiên. Đấy là một thực tế. Đấy là một thực tế. Cho nên ấy, hỡi các nhà tao chủ nhá, các người biểu tình thoải mái chỉ làm vất vả lực lượng an ninh thôi, còn nhân dân không ai người ta thèm quan tâm, mà thật sự chả ai biết các vị làm gì cả, chả ai biết những cái cuộc biểu tình của các vị nhá. Các vị làm công cốc, các vị làm vô ích. Nhưng mà ở góc độ đó thì xét như em nói về luật ấy, nó chỉ trêu tức, nó trêu tức chính quyền thôi. Cái chuyện biểu tình là chính đáng của tức là họ có thể là họ lạm dụng quá cái chuyện biểu tình, nhưng mà cái chuyện biểu tình nó là chính đáng. Anh Đức nói là lạm dụng là đúng, bởi lạm dụng thì những người tự xưng là những nhà đấu tranh dân chủ ấy, họ có thể biểu tình tất cả, từ như một người chết này, một người trốn thuế này, một người dân oan này, từ đầu đến đâu đấy này, kể từ bây giờ là UK xanh này, họ cũng có thể biểu tình. Và những cái khuôn mặt ấy là rất cũ, điển hình là Nguyễn Chí Tuyến này, Dũng xe ôm này, đúng rồi đấy, những người rất cũ đó này. Đừng phải thế này nhá, từ tháng 5 năm 2011 các vị bắt đầu biểu tình chống Trung Quốc, từ đấy cho đến nay biết bao nhiêu đề tài rồi, nào biểu tình chống Trung Quốc này, rồi nào ấy là biểu tình đòi thả Bùi Anh này, rồi nào là biểu tình chống bắn pháo hoa này, rồi là biểu tình ấy là tưởng niệm liệt sĩ nọ kia, đủ các đề tài, rồi là biểu tình bạch hóa thành đô này, rất nhiều đề tài. Nhưng tại sao 3 năm rưỡi nay toàn là các vị với nhau thôi, mặt rất cũ, toàn các vị với nhau thôi. Nhân dân ấy có thu được ai không? Nhân dân các vị nhá, không lôi kéo được ai, không thu được ai, mà nhân dân người ta cũng chẳng biết là các vị đang biểu tình nữa nhá. Cho nên tôi mong ấy, các vị cứ đi biểu tình đi, cứ phơi nắng cho nó chết, cho nó mệt nhá. Nhân dân người ta có đoái hoài, người ta có quan tâm đâu. Chú anh nhá, trong nhớ mà có một câu nói hôm 16/2 chú bảo các vị cứ đi biểu tình đi, cứ làm loạn đất nước đi, anh Linh các nghệ sĩ sẽ đun đầu hơn vị của bánh xe, đúng không? Trong nhớ câu nói của chú rồi. Như vậy cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho những người mà tự nhận là dân chủ hoặc đấu tranh chủ, là họ cái quan trọng là thu hút quần chúng, mà thu hút còn cái đảng cộng sản họ cách họ thu hút quần chúng thì họ mới là đầu từ thời xa xưa là họ mới thu hút nhân dân để kháng chiến giành độc lập. Còn bây giờ thì giống như nói gì thì nói, đảng cộng sản vẫn có nhiều người theo. Ô anh nói với Đức nhá, cái phía bên kia tuyệt đại đa số nhưng mà vẫn còn nhiều người tin theo, cái phía bên kia anh gọi là bới rác, toàn là bới rác, là tham nhũng tiêu cực rồi yếu kém cái nọ kia, toàn là bới rác. Nhưng xin lỗi các vị, cái yếu kém, cái tham nhũng, cái tiêu cực là có thật nhá. Các vị chỉ toàn mới cái ra, các vị chỉ toàn nhìn vào đấy, cứ đi tìm cái đấy thôi nhá. Tôi nói với các vị nhá, các vị vào công viên Thống Nhất nhá, các vị bới rác ấy, rác đầy nhá. Nhưng mà cái gì, công viên nó vẫn là một công viên đẹp đẽ nhá. Các vị cứ bới ra, các vị chỉ tự sướng ở cái đống rác các vị bới ra thôi nhá. Cái đất nước này cũng thế, cái chế độ này cũng thế, các vị bới rác ra, các vị thấy cả một đống này, tức là các vị ngập trong rác đấy, các vị tưởng là cả cái đất nước này là rác. Xin lỗi các vị nhá, các vị tại sao các vị không lôi kéo được nhân dân, tại sao nhân dân không theo các vị biểu tình chống đảng cộng sản, là bởi vì xin nhắc cho các vị biết, cái tham nhũng, cái tiêu cực, cái yếu kém, cái rác ấy nhá, nó nhỏ hơn rất nhiều so với cái thành tựu của đảng cộng sản, của chính quyền, của đất nước nhá. Các vị cứ bới rác ra nhá, nhưng mà đất nước này vẫn tăng trưởng kinh tế đều đặn hàng năm từ 5.5% cho đến 6-7%, thậm chí có những năm là 8%. Này, đất nước cứ tăng trưởng như thế nhá, có nghĩa là gì?
đời sống người dân có thể vẫn còn là nay thì giá cả lên, mai thì giá cả tụt xuống, vân vân, rồi là mất điện, mất nước, vân vân nhá. Nhưng mà cái gì? Xin lỗi các vị, đời sống nhân dân vẫn cứ năm sau cao hơn năm trước nhá. Cho nên ý, nhân dân người ta vẫn tin tưởng vào Đảng Cộng sản nhá, người ta vẫn không chống Đảng Cộng sản, mà Đảng Cộng sản người ta có ngu đâu nhá. Người ta vẫn cứ bám chặt ra cái gì? Chăm lo cho đất nước, chăm lo cho nhân dân. Thì dù có khó khăn, tham nhũng, tiêu cực, yếu kém đấy, giá cả tăng cao, nhân dân vẫn thấy là cái thành tựu nó vẫn lớn hơn cái tiêu cực, đúng không? Cho nên nhá, các vị cứ sống, cứ bới rác ra mà ngập ở trong đống rác đi nhá, rác cứ chùm hết cả đầu các vị. Các vị nhìn lên trời cũng chỉ thấy toàn rác thôi nhá. Thảm hại cho các vị. Các vị thử nhìn ý, đi tìm thành tựu của đất nước xem nhá. Các vị thấy xe thấy hoảng sợ, các vị sẽ hiểu tại sao nhân dân không bao giờ theo mình chống Đảng Cộng sản nhá. Các vị sẽ thấy rằng tại sao Đảng Cộng sản vẫn cứ trường tồn nhá. Đảng Cộng sản ấy, bởi vì nhá, Đảng Cộng sản người không, nói là không ngu là không đúng, mà cái gì, cái mục đích của Đảng Cộng sản ấy thực sự là cái gì? Vì nước, vì dân. Chứ Đảng không có quyền lợi gì cả. Đảng không có quyền lợi gì ngoài quyền lợi đất nước, quyền lợi của nhân dân. Quyền lợi nhân đất nước là một. Cho nên nhá, đấy là nói theo cách của Đảng. Còn nói theo cách của tôi, Đảng Cộng sản họ không ngu như các vị tưởng đâu nhá. Họ cứ bám chặt lấy làm sao lo cho nhân dân, lo cho đất nước nhá. Nhân dân đất nước không bao giờ bỏ họ nhá. Và nó nhắc lại lần cuối cùng nữa, giao là cũng là quan điểm của anh, nhưng mà em thành tựu nó lớn hơn giáp các vị mới ra nhá. Nếu mà thế thì cháu nhớ một cái hình ảnh trên mạng, nói là xăng tăng do cộng sản, vàng tăng do cộng sản, đô la tăng so với đồng Việt Nam đồng do cộng sản. Nhưng một câu cho hỏi, GDP tăng do ai? Cũng do cộng sản hay không? Không ai gì thì không. Bây giờ mình, tại vì mọi người cũng là thân hữu của người dân ấy, thì em có ý kiến ạ. Rất ít khi những cái những chương trình hoặc là của tạm gọi là đài gọi là quốc tế như là RFABC hoặc là VOA viết, họ phỏng vấn những người mà hoặc là có muốn sự chia sẻ với những ai, nhưng giả sử Việt Vision thì có sẵn sàng có một kênh đối thoại đối với những người mà tạm gọi là chống Đảng Cộng sản, thì anh có sẵn sàng trao đổi đấy, nhất là chia sẻ nhau chứ tại sao cái tư tưởng thế này. BBC rồi là VOA, RFA, nó chỉ phỏng vấn một chiều. Nó chỉ như cái thằng Trần Như vừa rồi ấy, nó về nước nó đi tìm Nguyễn Lân Thắng rồi thì là Mai Phương Thảo. Mà không tìm anh. Mà nó không tìm anh. Thôi khổ thế. Nó chỉ đi phỏng vấn cái phía bất đồng chính kiến. Xong rồi là nó đưa lên YouTube của nó. Nó nói là đây là phát biểu của người dân, của giới trẻ Việt Nam nghĩ gì. Đúng không? Giới trẻ đấy. Cũng ngưỡng tượng, cũng là giới trẻ đáng nghe. Không có một cái gì cả, không gì. Nhưng biết là phải đa chiều, nhưng mà nếu mà đã tự do ngôn luận phải đa chiều. Thấy Việt Kiều nhá, người ta có biết đâu, người ta biết Nguyễn Lân Thắng là ai rồi, Mai Phương Thảo là ai đâu. Đấy, cứ bảo là đấy là thanh niên, giới trẻ Việt Nam. Nhưng họ có biết đâu đấy là những người chống đối chế độ. Toàn là những người đấy. Tức làm sao mà khách quan được. Thì không em ý em, chỗ em bỏ là này, giả sử với Việt Vision mà Việt Vision sẵn sàng có một kênh Việt Vision, bọn anh sẵn sàng là cho những người bất đồng chính kiến họ phát biểu kiến, nhưng phải 2 triệu. Họ phát biểu kiến thì cũng phải có những ý kiến ngược lại với họ, chứ nếu không bọn anh thành 1 triệu ấy. Cho nên cái video vừa rồi ấy, ở trên Yên Bái giữa các bạn Việt Vision với Nguyễn Tiến An, đấy là cái đầu tiên thể hiện cái đường lối, cái tư tưởng của Việt Vision là gì? Cho phát biểu, nhưng mà phải 2 triệu, chứ không bao giờ 1 triệu như BBC, VOA hay là RFA. Đấy. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người